ngày 17 tháng 9 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Trung Kiên, sinh năm 1999 vì có liên quan đến hành vi giết người. Vụ việc xảy ra tại ấp 4 xã Khánh Hội, huyện U Minh. Bị hại chính là chị Tê, vợ của Huỳnh Trung Kiên. Theo lời khai của Huỳnh Trung Kiên, vào khuya ngày 14 tháng 9, giữa Kiên và vợ có xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhau nên Kiên tức giận dùng dao đâm liên tiếp 3 cái vào người của Tê, làm chị bị trọng thương. Sau vụ việc xảy ra, Kiên đã báo cho cha vợ biết, gia đình đã nhanh chóng đưa chị Tê đi cấp cứu. Lực lượng làm nhiệm vụ đã đến hiện trường điều tra ban đầu, đồng thời tạm giữ các tang vật có liên quan. Vụ việc đã được bàn giao về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý.